Long đình Phật mẫu hiện đang được ấn tống bằng kinh sách và YouTube đang phát hành tại đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn. Quý Phật tử nào có nhu cầu thỉnh bộ kinh Long đình Phật mẫu, xin quý vị nhắn tin tên, địa chỉ, số điện thoại, Huệ Nhẫn sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Chào Pha Nguyễn, chào cô Lo Minh Tre, chào Trần Chi, chào Tô Hằng. Xin nhắc lại, bộ kinh Long đình Phật mẫu hiện đang phát hành ấn tống bằng sách và YouTube. Quý vị có nhu cầu thỉnh Long đình Phật mẫu, xin quý vị gửi tin nhắn cho Minh Duyên Huệ Nhẫn, tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại. Chúng tôi sẽ gửi đến theo địa chỉ của quý vị. Cúi đầu lại mẹ lại cha, tòa chương minh chứng trần gian ngại này, lòng phát nguyện đắp bồi bổ điện, nay nhiên thành rực rỡ trang nghiêm, cung ngang chức sự thịnh tiên, tòa chương điện ngọc mẹ cha chức lòng, coi trần thế một đàn con dài, tỏ lòng thành hiếu thảo mẹ cha. Dù không phụ điện quý nga, thịnh cha với mẹ tòa chương chứng lòng, tâm hiếu đạo bể rộng chi chức, tỏ lòng thầm thần nguyện thiên liên, chương tỏ mẹ chứng cha thương, ngày nay con trẻ trần dương đắp bồi, lập công nghi đức đặng về chốn cầu, nguyện cầu xin cha mẹ bể rộng. Chào Tô Hạnh, Tùng Thảo, Nguyễn Thọ, Trịnh Tiền. Bồi mẹ pháp quân kỳ đã định,
lập bàn thi cha mẹ chấm công, chấm cho con trẻ đặng vào khoa trường của mẹ đài xóm tên vàng. Nay bổ điện tam tòa rực rỡ ơi tạ công ơn vinh tử xa gần, hiệp lòng cùng yêu mẹ cha trang nghiêm bổ điện thành tâm ngày nay. Chào thiên cung dược cảnh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý vị linh tử, con cha con mẹ gần xa kính mến, cảm niệm và tri ân tấm lòng vô cùng to lớn của toàn thể quý liệt vị đã đắp bồi dựng xây điểm tô cho điện tam tòa thất mẫu chùa Minh Duyên, đến giờ phút này đã được thành tựu trang nghiêm để cung thỉnh cha mẹ cũng như các cung các cõi đồng an vị nơi vũ điện để làm nơi chiêm bái tu học của các hàng linh tử con cha con mẹ từ nhiều nơi câu hội về đạo tràng. Kính thưa quý vị, điện tam tòa tháp mẫu chùa Minh Duyên là nơi gửi gắm tâm linh của những người con xa mẹ xa xứ, để sau những tháng ngày cực nhọc bôn ba với cuộc đời này, tranh đấu vì sự sống, tranh đấu về cuộc đời, có những giây phút an yên để về bên chân mẹ, thì điện tam tòa tháp mẫu chùa Minh Duyên như vòng tay của người mẹ hiền đón rước hàng tử linh sống những phút giây an lành bên cha mẹ. Thưa quý Phật tử, ban kiến thiết chúng tôi đã làm tròn phụng sự và thay mặt quý vị để kính dâng lên cha mẹ với tất lòng thành. Quý vị thì mãi bôn ba với cuộc sống, chúng tôi là người kế thừa nên đã cố gắng trong khả năng của mình để làm đẹp lòng cha mẹ. Có vài lời nguyện nhận cũng muốn tâm sự với quý nam nữ Phật tử để quý vị hiểu thêm về ngôi điện tam tòa thánh mẫu chùa Minh Duyên. Thưa quý liệt vị, được thành lập năm 1997, kế thừa từ tổ đình chùa Phổ Minh, Sài Gòn, quận 8, do cố trưởng lão Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Hải Hiệu Bủ Long, nguyên tăng trưởng giáo đoàn 6, hệ phái các sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Huệ Nhẫn là người truyền thừa y bát của sư trưởng và cũng là người kế tục sự nghiệp thờ phụng gian dở mà ân sư hồi sắp tiền đã hiếu cha kính mẹ. Bởi điện và chùa Phổ Minh Sài Gòn quận 8 lúc bấy giờ có ngôi bủ điện thờ cha và mẹ, nên Huệ Nhẫn là người đệ tử sau cùng của ân sư trưởng nên đã kế thừa ân sư. Chào Thiên Cung Dược Cảnh, chào Lê Thị Vi Na, chào Thiện Hạnh, chào Tiền Nguyễn, chào cô Tám Kiến Tường. Huệ Nhẫn là người kế thừa của ân sư cho nên đôi vai phải mang gánh nặng, một bên
là Tam Bảo mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, một bên cha mẹ và các cung các cõi. Thế cho nên từ tháng Giêng năm 1997 tại vùng đất sông Vịnh Tân Phước ông Trịnh ngày nay, Huệ Nhẫn đã thành lập đạo tràng chùa Minh Duyên để thờ mười phương Tam Bảo, chư lịch đại tổ sư và chư thầy tổ, và thiết lập điện Tam Tòa Thập Mẫu để thờ phụng các cung mà ân sư trưởng hồi còn sắp thiền đã thờ phụng. Dòng thời gian đó đến năm 2015, đạo tràng chùa Minh Viên thực hiện di dời từ vùng sông Vịnh Ông Trịnh về vùng núi Vinh Bồng Lai Thiên Cẩm, nơi tọa lạc hiện giờ quý vị đều biết là chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn hiện bây giờ. Qua 7 năm xây dựng và thờ bái tại vùng núi Vinh đất Phật này, thì đến những ngày cuối tháng 10-11 của năm 2022, sự cố chập điện để gây nên một trận hỏa hoạn nhỏ làm ảnh hưởng đến các tôn tượng và nơi thờ cúng của điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Sau đó cũng là một cái duyên lành để khởi lòng từ tâm của quý nam nữ Phật tử chung tay hướng về cha mẹ để đắp bồi điểm tô thêm cho ngôi đạo tràng được sáng sủa và trang nghiêm. Lần thứ nhất trùng tu và trong mấy tuần nay là lần trùng tu lần thứ hai. Lần thứ nhất thì cũng đắp y lại kim thân của mẹ, sửa sang nơi thờ phượng, vẽ tranh ảnh, thay vàng la phong mới, thay điện đèn mới, ánh sáng, cũng như y áo mão mới, trang hoàng cho điện mẹ. Qua mấy tháng, cảm thấy lòng cũng chưa được an yên khi những khuôn mặt hình tượng của mẹ chưa được trang nghiêm, cho nên Huệ Nhẫn quyết định trùng tu lần thứ hai này. Lần thứ hai này thì vẽ lại 28 khuôn mặt của cha mẹ các cung các cõi được trang nghiêm, thay một số y áo mão mới và nhũ vàng lại bao lam cũng như hai ông rồng trong đại điện, và lát lại nền gạch trước đại điện nơi thờ phượng của mẹ, cũng như thỉnh một bộ bàn ghế mới để những ngày đại lễ khi cúng mẹ Tam Tòa Thánh Mẫu lập bàn hội yến và hai bàn tả ban và hữu ban. Thật sự đến hôm nay cũng được thành tựu là nhờ sự phát tâm của nam nữ Phật tử gần xa. Chào Bông Lam, chào Thầy Minh Thánh, chào Kim Định. Là sự phát tâm của nam nữ Phật tử gần xa giúp cho Huệ Nhẫn được làm tròn phận sự. Kính thưa quý vị, có một số Phật tử là đệ tử thân thương của đạo tràng chùa Minh Duyên cũng như những người yêu mến Huệ Nhẫn thường bảo rằng: Thầy ơi, chùa chiền như vậy là được rồi, điện Tam Tòa như vậy là được rồi, không cần phải sửa sang nữa, tiền đâu mà thầy làm hoài, tiền đâu mà mẹ sửa hoài. Chúng tôi thì cũng rất ái ngại khi quý nam nữ Phật tử có những câu hỏi đó. Chúng tôi rất xót xa, và Huệ Nhẫn xin khẳng định với quý Phật tử rằng tiền ở đâu mà có, tiền đó chính là tiền của đại chúng, tiền của toàn thể quý vị. Vì Huệ Nhẫn xác định rằng cuộc đời Huệ Nhẫn từ lúc còn bé chưa hiểu chuyện đời đã thí pháp vào chùa xuất gia tu học,
khi còn là một thanh niên mới chập chững bước vào đời, đã bén mùi ảo nương vào cửa thiền. Cho nên Huệ Nhẫn xác định rằng Huệ Nhẫn không có đi nhổ cỏ, không có đi làm công ty xí nghiệp, Huệ Nhẫn cũng không có bôn ba với cuộc đời cuộc sống này nhiều để có đồng tiền mà xây dựng, mà tất cả đều do cái sự phát tâm của quý nam nữ Phật tử, những vị ân nhân, những vị mạnh thường quân trong và ngoài nước, những người yêu mến Huệ Nhẫn qua bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm trên YouTube, cũng như nhờ sự tu tập và công hạnh của Huệ Nhẫn trong thời gian hơn 30 năm qua. Thế cho nên được những cái thành tựu như ngày hôm nay là nhờ sự chung vai của toàn thể quý vị. Cho nên Huệ Nhẫn nghĩ rằng bản thân mình là người ở giữa chùa. Quý vị biết trụ trì, trụ là ở mà trì là giữ. Người trụ trì tức là người ở giữ chùa chứ không có chức vụ gì lớn cả. Trụ trì tức là người ở giữ, cho nên Huệ Nhẫn là người gìn giữ giùm cho quý vị. Mà người chủ thật sự là ở quý vị, những người có phát tâm, những người hùng phước, những người từng chung tay, những người đã từng trợ giúp cho chùa Minh Duyên, cho Huệ Nhẫn là đều là người chủ thật sự. Còn Huệ Nhẫn là người ở giữ giùm cho quý vị. Chào cô Bích Liên chả gạo. Thế cho nên rằng quý vị mỗi người có một cái trách nhiệm khi chúng ta đến chùa, khi về với mẹ, chúng ta có một cái tinh thần là mình trở về nhà mình. Mà khi mình đã trở về ngôi nhà của mình á, thật sự thì mình phải có một cái trách nhiệm. Trách nhiệm là gìn giữ, trách nhiệm là bồi đắp, trách nhiệm là điểm tô, và trách nhiệm nữa là phát huy để cho ngôi nhà của mình được ngăn nắp hơn, được phát triển hơn, được gọn gàng hơn và được tốt đẹp hơn. Quý vị, mỗi người một tay, và bổn phận của một người tu, một người trụ trì không thể nào thọ nhận của đàn na tinh thí ngoài cái việc tu. Vì bổn phận của thầy, nếu chỉ tu không là thầy quá ích kỷ, mà phải tu rồi hành, rồi phải trì, rồi phải làm những cái để mà Đức Phật dạy, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Không thể để một ngôi chùa quang tàn, không thể nào để một cái ngôi điện Tam Tòa Thất Mẫu quang lạnh tàn phế, thì lương tâm của người xuất gia không cho phép. Chào cô Đan, chào cô Yến, chào Kinh Quê. Nếu mà mình ở giữ mà mình không tôn tạo thì mình không xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp. Mình là người kế thừa thì mình phải phát huy. Cho nên Huệ Nhẫn có thể nhịn ăn bớt mặt, dùng những cái đồng tiền cúng dường của quý nam nữ Phật tử gần xa để đắp bồi vào cái ngôi Tam Bảo, cái ngôi điện Tam Tòa Thánh Mẫu cho được trang nghiêm, để một khi nào đó quý nam nữ Phật tử mình có rảnh về lễ Phật viếng mẹ thì thấy rằng nơi chùa chiền thờ Phật được trang nghiêm, nơi thờ mẹ được trang nghiêm, lúc đó quý Phật tử mới quý trọng thương hơn. Biết là quý Phật tử lúc nào cũng thương Huệ Nhẫn, sợ Huệ Nhẫn xây dựng nhiều rồi đổ nợ, rồi sanh bệnh. Nhưng mà quý vị biết, chính người là mười ý, người ta chỉ làm dâu của cha mẹ chồng đã mệt, người xuất gia là làm dâu trăm họ. Có bao nhiêu họ trên thế gian này thì người xuất gia phải làm dâu hết. Cho nên rất là nhiều ý. Bây giờ nếu như cái ngôi chùa mà nó hoang tàn,
không có được trang nghiêm á, thì quý Phật tử sẽ nói ông thầy đó là vô tài, thiếu đức, không có xứng đáng làm ông trụ trì. Ông thầy đó, ông thiếu phước đức, cho nên cái chùa ông sập sệ. Nếu mà ông không có phước đức á, thì làm sao ông độ được mình? Độ bản thân ông còn chưa được, làm sao độ được mình? Quý vị thấy không? Cái người chưa hiểu đạo, người ta sẽ nói đủ thứ hết. Còn người mà hiểu đạo và thương quỷ nhẫn nhiều, thì người ta lại lo sợ rằng thầy làm nhiều, thầy mắc nợ, thầy phải lo trả nợ, khó tu. Cho nên á, giữa hai con đường đạo và tình, phải ráng cố gắng dung dén cho nó được trọn vẹn. Cho nên quý vị biết, mỗi khi mà bệnh đau, nhưng mà Phật tử có phận sự, có Phật sự, bổn phận của người thầy trụ trì cũng chẳng dám bỏ, cố gắng để làm tròn cái phận sự, đẹp lòng Phật tử. Bởi vì Đức Phật dạy rằng á, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, phải làm đẹp lòng, đẹp dạ cho quý Phật tử, để Phật tử thương quý thầy nhiều hơn, để Phật tử thương Phật nhiều hơn, để Phật tử quý trọng Tam Bảo nhiều hơn. Từ đó quý Phật tử mới sanh tâm và phát tâm đến với Tam Bảo, thì chúng ta mới tròn được cái phước báo. Nếu người trụ trì, người xuất gia mà không làm đẹp lòng Phật tử, để cho quý Phật tử sanh tâm buồn chán, Phật tử không đi chùa, Phật tử bỏ Tam Bảo, bỏ Phật, thì cái tội đầu tiên là tội ông thầy trụ trì, tội của những vị xuất gia. Cho nên cả một cuộc đời này, quý nhẫn luôn phát nguyện chẳng bao giờ dám làm buồn bất cứ một ai, dù già hay trẻ, dù lớn hay nhỏ. Bổn phận của người trụ trì là làm đẹp lòng quý Phật tử, để cho quý Phật tử thương kính Tam Bảo nhiều hơn. Phật tử có lòng tin với Tam Bảo, Phật tử đến với Tam Bảo, thì chúng ta mới trọn được cái phước. Chào cô Ngọc Lan, chào Đức Thiện. Cho nên qua những lời tâm sự như vậy, thì mong là quý Phật tử hiểu hơn về huệ nhẫn, thương hơn về huệ nhẫn. Chúng ta phải đoàn kết, nắm chặt tay nhau, chị trước em sau, huynh trước muội sau, thầy trước trò sau. Chắc chắn chúng ta phải đoàn kết, và chúng ta cùng nhau tu, cùng nhau học, và cùng nhau trở về với một cái căn cảnh mà chúng ta chọn. Thí dụ như chúng ta chọn về cõi Phật, thì chúng ta phát tâm về với Phật. Dù chúng ta không biết, quý vị nói rằng bây giờ mình không biết sẽ về đâu, nhưng quý vị tưởng tượng một cái cây cao mọc ở trong cái cuộc đời, trong cuộc đất này có một cái cây cao. Quý vị đâu biết cái cây này nó sẽ, nó ngã về hướng nào. Quý vị hiểu không? Giống như cuộc đời mình chưa biết mai mốt sẽ về đâu. Chúng ta thường nói rằng cuộc đời mình không biết nó sẽ về đâu. Nhưng quý vị à, thí dụ gió hướng Tây nó thổi hoài, thì cái cây mà bị hướng Tây, gió Tây nó thổi, chắc chắn nó sẽ ngã về hướng Đông. Phải không? Nếu mà cái cây nó mọc ở một cái đồng trống đó mà nó trống cái hướng Tây, thì gió Tây nó thổi sẽ ngã về hướng Đông. Còn nếu như bây giờ mình là người con Phật mà hàng đêm ngày tưởng Phật, thì mình đã ngã về Phật, thì chắc chắn rằng mai kia mốt nọ khi xả cái báo thân này, linh hồn chúng ta chắc chắn sẽ về với Phật. Mà bây giờ chúng ta liên tưởng đến mẹ, đến cha, hàng ngày chúng ta tôn sùng bái mẹ, thì tâm hồn chúng ta đang nghiêng ngả về mẹ. Một ngày nào đó chúng ta trả cái báo thân này, chắc chắn linh hồn chúng ta phải về với mẹ. Phải không quý vị? Bây giờ mình nghiêng ngả về mẹ, chắc chắn sau này sẽ về với mẹ. Nó là như vậy. Bây giờ người ta nói rằng á, mình chưa đến địa ngục, chưa đến Tây Phương Phật,
chưa đến cung ly của mẹ, tại sao biết nơi đó là sự an vui? Thưa quý vị, bây giờ mình lành lặn, tay mình chưa bị chặt, mà có người hỏi rằng nếu tôi chặt cánh tay của ông tôi bỏ, ông có đau không? Mình trả lời liền theo cái quán tính mình sẽ trả lời: nếu mà bị chặt cánh tay chắc chắn nó sẽ đau. Ủa là mình chưa từng bị chặt cánh tay mà mình biết khi chặt cánh tay nó đau. Vậy thì người chưa về Tây Phương, chưa về với Phật mẫu, sao biết nơi đó an vui? Vì bây giờ trong lòng chúng ta khi nghĩ chặt cánh tay sẽ đau thì chúng ta biết rằng chặt cánh tay ấy sẽ bị đau. Và nếu chúng ta nghĩ khi về với mẹ, khi về với Phật là cảnh giới an lành, thì sau này chúng ta được sanh về trú xứ đó, chúng ta sẽ được thanh thản và an nhàn. Rất đơn giản, quý vị thấy không? Từ một cái bóng cây ngã, chúng ta sẽ biết hướng cây ngã về đâu. Thì khi mình sanh tâm ngã, cái lòng của mình ngã về đâu, thì chắc chắn bây giờ mọi người ngã về ông Huệ Nhẫn, thì chắc chắn ông Huệ Nhẫn sẽ có trách nhiệm là phải dìu dắt quý vị, dẫn quý vị về tới một cõi giới an lành. Nếu ông Huệ Nhẫn không làm được điều đó, ông Huệ Nhẫn sẽ mắc tội với quý vị. Nếu quý vị bị sa vào nơi địa ngục, thì ông Huệ Nhẫn sẽ sa vào địa ngục, dẫn theo quý vị để lôi kéo chừng nào cho quý vị về được cảnh giới an nhàn mới thôi. Giống như bây giờ chúng ta ngã theo một vị thầy nào cũng vậy, thì thầy đó phải có trách nhiệm dẫn dắt quý vị về cái cõi an lạc. Mà người bị đọa đầu tiên là người dẫn dắt. Nếu dẫn dắt người ta không khéo đi về an lành, mà để cho người ta sa đọa, thì cái người dẫn dắt là cái người chịu tội trước tiên. Bởi Đức Phật có dạy: giáo bất nghiêm là sư chi đọa. Phải không? Giáo bất nghiêm là sư chi đọa, có nghĩa là người đệ tử mà không nghiêm, không làm đúng đường, thì ông thầy đó phải chịu trách nhiệm. Tử bất giáo là phụ chi quá. Người con trong nhà mà không được dạy là người ta nói do người cha không dạy. Tử bất giáo là phụ chi quá, mà giáo bất nghiêm là sư chi đọa. Cho nên bổn phận của một ông thầy trách nhiệm rất là nặng hoặc. Khi quý vị nghiêng về một vị thầy đó, một vị cô đó, thì những người đó phải có trách nhiệm dẫn dắt quý vị đi cho đúng đường, đúng chánh pháp, đi đến nơi phải về đến chốn. Bởi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có phát nguyện rằng khi nào mà nơi địa ngục không còn một tội nhân, lúc đó ta mới chứng thành quả vị Phật. 100.000 năm cuộc đời còn buồn ba, cuộc sống còn đói khổ, lòng người còn sân hận gian tham, thế cho nên nước mắt của chúng sinh, nghiệp cảm của chúng sinh nó dày như bốn bể. Cho nên Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát chưa có thể thành Phật, vì nơi A Tỳ địa ngục còn rất nhiều tội nhân tội đồ, nghiệp báo của chúng sinh chưa có sạch. Thì chúng tôi nói đó là một vị đại hạnh lớn của một vị Bồ Tát. Còn thường như chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ, giống như cô Tám Kiến Tường. Ở Kiến Tường đó mình cũng có một cái đạo tràng, cũng có vài chục huynh đệ. Bây giờ trách nhiệm của cô Tám là phải dẫn dắt mấy chục huynh đệ đó đi đúng đường, đúng nẻo. Nếu mà mọi người đi sai đường thì trách nhiệm của mình phải gánh. Cô Liên ở Chợ Gạo cũng có được vài chục Phật tử để tu hành, hàng tuần hàng tháng về tụng kinh, nhờ cô Liên dẫn khai đạo để hướng dẫn với Phật tử. Mà bây giờ đệ tử cô Liên khổ thì cô Liên phải khổ, đệ tử cô Liên vui chưa chắc gì cô Liên vui. Vì nước mắt của chúng sinh, vì chúng sinh còn khổ còn nhiều nhiều hơn thế nữa. Cho nên á, người ta nói á, cha mẹ giàu thì con nó sướng, nhưng mà nếu
Ngược lại, con nó giàu chưa chắc cha mẹ sướng, phải không ạ? Chào cậu Đăng Quang, chào Thiên Long Nam. Cho nên á, mình làm bậc trưởng thượng nó khó lắm. Làm con, làm cái thì dễ, mà làm cha, làm mẹ nó khó. Cả một cuộc đời Huệ Nhẫn, bây giờ Huệ Nhẫn dám mở miệng ra là dùng cả cuộc đời. Thưa quý vị, 30 năm hơn rồi, chắc cuộc đời này nó cũng chẳng được bao lâu nữa. Từ ngày xưa ông cha mình, cái thời mà xưa xưa, trở về vài chục năm về trước, cuộc sống nó an yên hơn bây giờ. Bây giờ nó hiện đại quá. Cho nên người sống thế gian này mơ ước trăm tuổi khó quá. Chào anh Cường Phước Thành. Ngày xưa các cụ ngày xưa sống có nề nếp, rồi cuộc sống nó không có bon chen như bây giờ. Bây giờ bon chen nhiều quá, con người nó hiện đại quá, cây trái phân thuốc nhiều quá, cái gì cũng phân thuốc, nên cái tuổi thọ của con người ta nó ngắn lại, phải không cậu Đăng Quang? Vừa rồi về chùa Minh Viên, ăn mít trên núi mà còn bị trúng, thấy không? Mít trên núi là không có phân, không có thuốc, như vậy mà còn bị trúng đó, phải không ạ? Cho nên mình cũng không biết trước, không thể nói trước được điều gì cả. Cho nên Huệ Nhẫn mới nói là cả cuộc đời, thật ra mình chẳng còn sống được bao lâu. Cho nên mình phải dùng cả cuộc đời, 30 năm rồi, mà tính ra một cái quãng đường 30 năm của một người con Phật tuy nó dài, nhưng thưa với quý Phật tử rằng không dài lắm. Bởi vì trong kinh có câu cần tu như lửa đốt dầu, đừng cho sái bụi đi dầu diêm vương. Tâm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. 30 năm mà mình cũng chẳng được, nhìn lại chẳng được thành tựu gì. Mình nói được cái chùa Minh Duyên, được cái điện tâm tòa Tháp Mẫu, hay là một vài cái cốc, mình cho là nhiều. Thật quý vị, nhiều cũng không nhiều, mà ít chứ cũng không ít với những người không có. Nếu mà những cái ngôi chùa cao Phật lớn, quý vị thấy hàng ngàn chục ngàn mét vuông, những cái đại tự rất lớn, mình so với những cái tự đó giống như hạt cát giữa sa mạc. Còn so với những cái am cốc nhỏ nhỏ thì mình hạnh diện là mình làm được. Quý Phật tử thương thầy quá, sợ thầy thiếu nợ, sợ thầy bệnh lo, làm nhiều quá sanh bệnh mà không có sống lâu với tụi con. Cho nên Phật tử nói, thầy ơi đừng có xây dựng nhiều, đừng có cách to quá. Mà quý Phật tử nói đúng, ở ngoài đời người ta nói người khôn thì cất trại, người dại thì cất nhà. Ở trong chùa thì người khôn cất cái cốc nhỏ nhỏ, người dại cất cái chùa. Cỡ như thầy Huệ Nhẫn đổ lên là thành cái chùa rồi á, càng lớn chừng nào càng khổ chừng đó. Bây giờ cất cái chùa được 3000 mét vuông, sáng đi đốt nhang, mà nếu chịu đi đốt nhang từ cái điện mẫu ra tới phía trước đài Quan Âm là hết 500 mét, nửa cây số rồi. Nếu ngày nào bệnh tật lớn tuổi mà đau khớp á, đi đâu có nổi quý vị. Đó là nói đi đốt nhang thôi đó nha, chứ chưa nói là phải đi thay bông trái cây rồi quét dọn, cực khổ lắm. Dại quá đi các cái chùa lớn quá, đó là mình dại. Nhưng thưa quý vị là nói đúng ra, đúng trong cái phép á, là mình thiếu phước quá chứ không phải mình dại. Mình thiếu phước, nhiều đời nhiều kiếp mình chẳng biết tu, cho nên cái nghiệp của mình nó dày, mà cái phước của mình thì nó mỏng. Nếu người ta mà có phước nhiều, quý thầy quý cô có phước nhiều á, người ta sẽ có chúng rất đông, đệ tử rất đông, mỗi người làm một khâu thì sẽ hết. Tại Huệ Nhẫn ảo tưởng quyền lực, mình ảo tưởng
có những lúc mình nghĩ như thế này nè. Nếu như Phật tử bỏ công ăn việc làm, bỏ hết mọi việc tư riêng để về lại Phật, lại mẹ, mà mình cất một cái cốc nhỏ bé quá, Phật tử không có chỗ nghỉ, không có chỗ lễ lại, từ chỗ đó vừa nhảnh cứ ráng gom góp, lâu lâu thêm miếng, lâu lâu nói thêm miếng, lâu lâu cái nói thêm ô, lâu lâu dựng thêm cốc cho để cho có chỗ với Phật tử về chiêm bái, và cũng để báo cáo với mẹ rằng hơn 30 năm con theo mẹ, con cũng muốn làm cái điều gì đó cho nó rộng rãi một chút, cho người đời ta không có cười. Ít ra có Phật tử khen nhờ ông Huệ Nhẫn ông đi theo mẹ, mẹ đổ ông, giờ ông có cái chùa lớn lớn, có cái điện mẹ to to thì mới hạnh diện được với mẹ. Chứ sợ rằng á, Huệ Nhẫn sợ rằng người ta nói tu không lo tu mà đi theo mẹ làm chi, cho nên nhìn cái chùa mắc ớt, thờ mẹ làm gì mà nghèo khổ. Huệ Nhẫn lại sợ hai cái điều đó, sợ người ta nói mình đi theo mẹ làm chi mà cái chùa thì như mấy trăm, như cái chòi vịt hay cái điện gì mà không có chỗ cho quý Phật tử bái lại. Cho nên mình ráng mình cố gắng, thật lòng nói thật với quý Phật tử, dựng lên cái chùa cực khổ lắm quý vị. Từ cái mình kiếm mảnh đất, từ cái chỗ mình mua đất, rồi mình dựng tam bảo, mình phải đúng như quý vị nói, nợ nần rất nhiều. Nói thiệt cho quý Phật tử hiểu và thương, nhiều khi ăn sáng không dám ăn, không dám mua sắm cho mình một cái gì tốt đẹp cả. Có những điều mơ ước mà cả một cuộc đời không có. Có những người Phật tử mà thường đi lâu với Huệ Nhẫn chắc biết cái điều mơ ước của thầy. Thầy mơ ước một điều nhỏ nhỏ thôi mà chắc cuộc đời này không có. Không có, vì đó là chuyện riêng của mình. Nhưng khi mình là người xuất gia, người con Phật, con mẹ rồi, phải lấy cái chung, lấy cái chung của mọi người, chứ cái riêng là chắc không được. Cho nên người ta nói nhiều khi thầy nói dốc, nói cho vui, cái chùa thầy cắt như vậy được, mà cái điều mơ ước của thầy có chút xíu đó mà làm không được. Nhưng thưa quý vị, không được, chắc chắn là không được. Mình có thể làm cho Phật được, làm cho mẹ được, nhưng riêng bản thân mình, những cái điều mơ ước đó là diễn dâm. Khi cuộc đời đi tu của mình sẽ gặp những cái chướng nạn, cái gì trong cuộc đời này mình cũng gặp. Chỉ mong rằng sóng gió nổi lên một lúc nào đó, rồi cầu xin bầu trời an yên để mình tiếp tục. Chỉ mơ ước nhiêu đó thôi, chứ không có dám mơ ước rằng được bình an mãi mãi. Vì mình biết rằng vô khảo đạo bất thành đại đạo. Nếu mà đoạn đường tu của mình mà trơn tru thẳng quá, chắc khó thành đạo. Cho nên vô khảo đạo bất thành đại đạo. Có như vậy mình mới vững tin hơn trong cái đường tu của mình, nó có cái niềm tin tuyệt đối để thẳng đường đi. Mong rằng là khi quý Phật tử về thấy ngôi chùa như vậy, thấy cái điện mẹ ngày nay tươi đẹp như vậy, chúng ta thầm thầm lại mẹ và cầu chúc cho sự hiển linh của mẹ đã độ được cho đàn con của mẹ làm được như điều đó. Tôi xin nhắc lại một lần cuối cùng trong cuộc đời này để quý vị hiểu rằng chùa Minh Duyên là của chung của Phật tử, chứ không phải của ông thầy Huệ Nhẫn. Quý vị biết không, dù chùa Minh Duyên có nghèo hèn cũng là của quý vị, chùa Minh Duyên có giàu sang cỡ nào cũng là của quý vị, điện Tam Tòa Thất Mẫu có sang chẳng thế nào cũng là của quý vị. Đó là mồ hôi và nước mắt của quý vị để trong đó, chứ bản thân thầy Huệ Nhẫn chết chẳng đem theo. Dòng họ Huệ Nhẫn chắc chắn có một điều rằng chẳng ai tranh giành với cái ngôi chùa này. Chùa Minh Duyên sẽ trường tồn theo năm tháng, và sẽ có những người kế tục cai lai, có những người kế thừa sự nghiệp
và phát huy hơn nữa. Có cái sự chung tay đấu tranh của toàn thể quý vị, và hy vọng rằng mãi mãi chúng ta sẽ đắp bồi cho cái ngôi nhà đạo pháp của chúng ta ngày càng hưng thịnh, được trang nghiêm hơn và thừa hưởng cái gia tài đồ sộ của cha mẹ để lại cho chúng ta, để cho tiếng thơm nó ngày càng lan tỏa khắp nơi khắp chốn, để cho những người con bấy lâu nay xa đàn lạc mẹ lạc cha tìm về với chốn cũ, quay quần bên cha mẹ để cùng nhau tu và học, để cùng nhau trở lại ngôi nhà xưa chốn cũ, nơi cha mẹ trông đợi chúng ta từng phút từng giờ. Cho nên mong là quý Phật tử hiểu rằng không phải thầy Huệ Nhẫn vì một cái việc tư riêng, cũng không vì một cái danh lợi hay là một bất cứ một cái điều gì ngoài ý đạo, mà xây cho nhiều, dựng cho cố, rồi than gian kêu gọi. Vì bổn phận của một người ở giữa chùa là kêu gọi những người Phật tử thân thương về với Tam Bảo, kêu gọi những linh tử, con cha, con mẹ, huynh đệ tình thâm còn tháng ngày xa cách để trở về chung một ngôi nhà, kêu gọi cái lòng nhân từ tánh thiện của những người con Phật, con cha, con mẹ thức tỉnh trong những phút giây tranh đua đấu đá hơn thua với cuộc đời này, trở về cái tánh bổn thiện của mình. Kêu gọi những cái sự hơn thua và nhân thiện của người con Phật, kêu gọi để đắp bồi, kêu gọi để chung tay, kêu gọi để phát huy, kêu gọi để điểm tô và kêu gọi để lập thành công đức. Đặc biệt là kêu gọi để chúng ta có một cái khoảng trời riêng, một cái ngăn nhân thiện trong trái tim mình, cũng là để làm một chút định hành trang khi trở về với cha mẹ trời Phật, để con cái mà dùng. Cho nên lời kêu gọi đó Huệ Nhẫn không ngần ngại. Chứ nếu là một người bình thường tóc đen máu đỏ kêu gọi hoài cũng cảm thấy nhục lắm quý vị, cũng thấy kỳ dị lắm. Nhưng mà nếu không kêu gọi thì còn bao nhiêu người mê mờ, nếu không kêu gọi thì còn bao nhiêu người chịu thức tỉnh, nếu không kêu gọi thì ai biết mà làm. Cho nên mong là quý Phật tử thương Minh Duyên nhiều hơn, quý Điện Tam Tòa nhiều hơn, mở lòng với Huệ Nhẫn nhiều hơn, để chúng ta cùng tu và cùng học. Trách nhiệm của mình nói rằng thành thì cũng chưa thành, mà nói về đủ thì cũng chưa đủ, nếu nói dừng lại thì chắc cũng chưa dừng lại. Vì lời phát nguyện của mình đó, khi sống làm con Phật, con cha, con mẹ thác á, thì về với Phật, về với cha, với mẹ. Cho nên còn sống là còn xây dựng, còn sống là còn kêu gọi, kêu hoài, gọi hoài. Gọi chừng nào mòn mỏi thì thôi, kêu chừng nào khan hơi, tắt tiếng thì thôi, cũng kêu. Ai ghét tôi kêu hoài, ai giận tôi gọi hoài. Nếu mà người còn ghét tôi là người đó chưa có tu, mà người chưa tu á thì tôi kêu hoài, tôi gọi hoài, phải không? Nếu mà khi nào mà Phật tử phát tâm hết cái lòng mình rồi, Huệ Nhẫn không có kêu gọi nữa. Còn nếu mà
quý vị chưa có mở lòng thì Huệ Nhẫn tiếp tục vận động kêu gọi biết. Kêu chừng nào chúng ta mở lòng thì thôi. Cho nên mong là quý Phật tử của mình, tùy theo lòng của mình, tùy theo cái nhân duyên của mình, tùy theo cái khả năng của mình, đừng ngại ngùng. Có nhiều đóng nhiều, có nhiều góp nhiều, có nhiều phát tâm nhiều, không có là thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Quý Phật tử hiểu chưa? Cho nên là Huệ Nhẫn nói một lần nha, để mọi người hiểu. Hiểu là tại sao thầy kêu hoài. Quý vị để ý đi, quý vị mà mỗi lần mọi người mà đóng góp cho thầy đó, là thầy nói đóng góp về cái việc gì đó, quý vị coi cho thầy có làm y vậy không. Nếu mà thầy không làm y vậy, quý vị cứ bài giải ra, nói thẳng ra cho huynh đệ người ta biết là thầy làm việc ta không đúng, thì ta ngưng lại, ta không đóng góp nữa. Còn nếu như thầy nói vậy mà thầy làm vậy thì mọi người phải thương thầy hơn, đúng không? Nếu mà thầy nói thật, làm thật thì mọi người thương thật. Còn nếu mà nói dối, làm dối thì mọi người chia tay sớm bớt đau khổ. Chào Phương Lê. Cố gắng long trọng thông báo với quý vị là điện tam tòa thám mẫu của mình hôm nay là rực rỡ, quy hoàng, trang nghiêm. Huệ Nhẫn rất là hãnh diện vì mọi người còn thương yêu Huệ Nhẫn quá, còn kính mẹ quá, còn hiếu thảo với cha mẹ quá. Đó là một cái niềm tin, là một cái động lực trong bước đường tu nhân học Phật của mình. Còn đó, còn rất là nhiều. Còn Đăng Quang, cô Thúy Lê, còn cô Yến, cô Phượng, còn cô Bích Liên, còn Kim Định, Phương Lê, còn cô Tám Kiến Tường, còn Trịnh Tiền, Nguyễn Thọ, còn nhiều lắm. Còn cô Loan, Bích Tre, còn Tùng Thảo, còn rất là nhiều, rất là nhiều người thương cha kính mẹ, quý Huệ Nhẫn. Cho nên đó là một cái niềm tin, là nghị lực để vượt qua mọi chướng khổ. Ngày xưa mà năm 1994, Huệ Nhẫn có duyên gặp nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, là con của nữ nghệ sĩ Mỹ Nam, với nổi tiếng trong kịch, cái vở kịch Lá Sầu Riêng. À, gặp cô Kim Cương ở bên nhà của bà cụ 405 Phạm Thế Hiển. Lúc đó Huệ Nhẫn cũng vận động quà đi từ thiện ở miền Tây của huyện Châu Thành, An Giang. Huệ Nhẫn nhớ rất rõ, Huệ Nhẫn vận động 2 tuần lễ mà được có 30 phần quà, mà trong khi đó hứa với người ta là 100 phần quà. Huệ Nhẫn qua Huệ Nhẫn tâm sự với bà cụ, lúc đó bà cụ còn sống. Huệ Nhẫn mới buồn của bà ơi, làm lần này thôi chứ không làm nữa, thôi ráng tu, con còn nhỏ quá, làm chú tiểu phước ít quá, mà hứa đi cho 100 phần quà với huyện Châu Thành, An Giang. 2 tuần nay vận động có 30 phần, chắc Phật tử không có thương mình nữa, cho nên vận động không được, thôi quyết định xong lần này bỏ. Lúc đó có cô Anh với cô nghệ sĩ Kim Cương, chỗ đó nghe thầy nói mà cũng thương thầy quá. Nhưng mà tôi có cái ý này, tôi nói với thầy, thầy nhớ nha, nếu mà thầy nhớ thì thầy sẽ cố gắng thầy làm. Tôi cũng đi vận động giống thầy vậy đó. Nhưng mà thầy ơi, mình tự coi mình đó là những người ăn mày cao cấp, người ta quỳ giữa chợ đời ta xin được có 1.000, 2.000, xin lon gạo chén cơm. Còn mình xin là 1, 20 phần quà, có khi 100 phần quà, 200 phần quà, mình cũng ăn mày giống người ta, nhưng mà mình là dạng ăn mày cao cấp. Từ đó Huệ Nhẫn ngộ ra, giác ngộ
giác ngộ câu nói của nghệ sĩ Kim Cương: mà Huệ Nhẫn làm cái kim chỉ nam 30 năm rồi vẫn thực hiện. Những việc gì mà khi Huệ Nhẫn quyết tâm, quý vị, là Huệ Nhẫn phải làm cho bằng được. Huệ Nhẫn phát nguyện 200 phần quà, dù cho Huệ Nhẫn có vận động được 15 phần, 20 phần thì Huệ Nhẫn cũng phát đủ 200 phần quà. Cho nên mình đã phát nguyện. Huệ Nhẫn nói xây cái chùa là xây chùa, mà nói xây điện là xây điện. Tự mình khi cái lòng mình phát tâm là mình cố gắng mình làm cho tròn, chứ không thể để cho Phật tử mất cái niềm tin với mình khi người ta đóng góp với mình. Mình nói với Phật tử là vận động để xây cái chánh điện là phải xây cái chánh điện, dù cho đủ thiếu cũng phải làm. Mình phải làm, đó là cái sự phát tâm của mình. Cho nên hơn 30 năm mọi người thương yêu Huệ Nhẫn là thấy ở chỗ đó. Khi mình nói như thế nào phải trọn vẹn như thế đó, không có dám sai lời của Phật tử. Mình sai lời mất cái niềm tin, Huệ Nhẫn sợ lắm. Sợ mất niềm tin với Phật tử rồi Phật tử không có thương, Huệ Nhẫn Phật tử bỏ chùa, bỏ cha mẹ thì không khéo mình mang tội. Cho nên Huệ Nhẫn ráng cố gắng làm cho đẹp lòng Phật tử. Ở đây có ai mà từng khuyên thầy không? Có ai từng khuyên thầy kêu là không nên xây dựng nhiều không? Cho nên mà hiểu được hôm nay thầy tâm sự trút cạn nỗi lòng thì mọi người phải thương thầy nhiều hơn. Phải thương thầy chứ đừng có trách thầy, tội nghiệp thầy, tội nghiệp thật. Quý vị buồn thầy là tội nghiệp thầy thật luôn á. Chào Bùi Trung, chào cô Bảo Liên. Quý vị không hiểu thầy thì quý vị trách thầy bài làm cho nhiều. Thật ra thì chùa mình đâu có lớn đâu, phải không? So với những ngôi chùa khác, mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, không có gì lớn cả. Tôi nói trang lứa của tôi nha, trang lứa của tôi bây giờ mấy thầy cất cái chùa nào chùa nấy thôi, to lớn lắm, phải không Bùi Trung? Chùa Linh Châu ở Bến Tre của mình bữa nay là ngon lành phải không, gấp 3-4 lần chùa Minh Duyên. Ngày xưa mình là từng đã có trợ duyên mấy năm, 3-4 năm trợ duyên cho chùa Linh Châu á. Lúc đó chùa khổ lắm, khó khăn lắm, sập sệ, không ai trông coi. Trời xuôi đất khiến, Phật thương chuyển cho Đại Đức Minh Thuận về trụ trì có mấy năm. Bây giờ thầy cất cái chùa Linh Châu nó uy nga tráng lệ. Mình đến đó mà mình rưng rưng nước mắt, mình thương, thương cho thầy. Không đâu thầy, một Bụi Trung à, không có giàu. Chùa Linh Châu thầy Minh Thuận không có giàu, nhưng mà thương thầy Minh Thuận lắm. Thầy Minh Thuận cũng cái tâm nguyện lớn hơn Huệ Nhẫn, bồi đắp hy sinh, cứ bồi đắp vào cái chùa để chi? Cho ngôi tam bảo trang hoàng đẹp, làm một lần cho đáng, nó trường tồn với năm tháng. Cho nên thương thầy Minh Thuận ăn không dám ăn, mà để bồi đắp vào cái chùa như vậy, quá tuyệt vời của một người con Phật. Và nhìn thấy cái chùa Linh Châu như vậy là Huệ Nhẫn mừng lắm. Mừng vì thầy Minh Thuận đã làm tròn sứ mạng của người con Phật. Cho nên Huệ Nhẫn cũng ráng học theo những cái gương đó, những cái gương tốt lành của quý thầy, quý cô. Cho nên Huệ Nhẫn ráng cố gắng cứ bồi đắp để cho cái ngôi chùa của mình. Bây giờ ngôi chùa của Minh Duyên của mình nó không có to lớn, không có sang trọng như những cái nơi đó, như các cái ngôi chùa đó, những ngôi chùa lớn. Nhưng mà tổ ấm của mình như vậy là quá hạnh phúc. Chào Thành Trung, chào Thu Thí, chào cô Thí gọi. Mình quá hạnh phúc khi mà mình được những cái thành tựu. Và phải nhìn lại cái phước của mình nữa. Cái phước của mình nó nhiêu đó thôi thì mình làm được nhiêu đó, chứ muốn làm hơn nữa cũng không được. Mình được quyền mơ, được quyền ước, nhưng mình ráng tu. Một ngày nào đó mình có phước lớn hơn nữa thì mình sẽ đạt được những cái điều mơ ước. Còn bây giờ tạm như vậy,
là cảm thấy rất là an yên. Chào Đô La Dương. Cảm ơn Mùi Trung nhiều. Hôm nay thầy sửa lại điện tâm tò. Thánh mẫu là im ấm. Mấy hôm nay ngủ không được, tột máu miếng. Ngày nào cũng ra dọn dọn được cái miếng chút xíu, dòm dòm chút xíu vô mà ngủ không được, tuột máu. Ngày qua tuột máu xuống còn có 10, không thấy được, chán chán mặt mày không thấy được. Mình cảm thấy mình phục cho mình, mình chỉ trong cái khả năng, trong cái phạm vi của mình, mình cảm thấy mình phục của mình. Tại vì quý vị biết không, Huệ Nhẫn là từ hai bàn tay trắng. Huệ Nhẫn là từ hai bàn tay trắng. Sư phụ thì chỉ gặp được có mấy ngày, từ 29 tháng 11 là năm 2001 thì sư phụ còn ra dự với mình cái lễ đến ngày rằm tháng giêng năm 2002. Sư phụ tịch, bỗng nhiên có được có 2 tháng mình trở thành đứa trẻ mồ côi. Mình phải bôn ba với cuộc sống này, mình phải tự bơi lội trong ngôi nhà Phật Pháp. Cho nên đời của Huệ Nhẫn, cuộc đời tu Huệ Nhẫn rất là bất hạnh. Bất hạnh lắm quý vị. Gặp sư phụ chưa được 2 tháng, cuối tháng 11, 29 tháng 11, rồi hết tháng 12, tới ngày 14 tháng giêng năm 2001 được có 1 tháng rưỡi, sư phụ lên đường. Rồi giữa cuộc đời này mình phải bôn ba. Lúc đó ngôi chùa Minh Viên thì cũng chưa có gì, chưa lợp mái, chỉ có 2 cái dách, chưa lợp tôn. Vậy mà bây giờ mình nhìn lại, mình thấy được ngôi chùa Minh Viên hiện giờ, điện tâm tò, thánh mẫu hiện giờ, lòng mình cảm thấy ấm lòng. Và mình cảm thấy là mình rất rất phục cho bản thân mình, phục cho cái nghị lực của mình. Đứng lên, cố gượng đứng lên, dù biết bao lần gục ngã. Tại vì mình biết rằng nếu khi mình gục ngã thì chẳng ai nâng đỡ mình, những khi mình buồn đau cũng chẳng ai an ủi mình. Thế cho nên mình ráng, mình cố gắng, mình cố gắng, mình vượt qua hết tất cả và được cái thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên thầy cũng khuyên với Phật tử rằng trong thời kỳ màn pháp này, Đức Phật đã dạy rằng nền đạo pháp này ta đã tìm ra, chân lý này ta đã tìm ra, ngọn đuốc kia ta đã thắp sáng, thì các ngươi tự mà đi. Chứ bây giờ không ai còn cầm tay mà chỉ cho mình nắn nót từng chữ nữa đâu. Trong cuộc đời này, mình nếu mình gặp những chướng ngại có khổ quá thì cũng cố gắng an ủi, tự thương lấy bản thân mình. Không có ai chịu đồng cảm và chia sẻ với mình đâu. Nếu như lỡ trong cuộc đời này mình có vấp ngã, mình cố gắng đứng dậy mà bước đi tiếp. Chứ hiếm có ai đưa bàn tay nắm kéo mình, dắt mình đi một đoạn đường nữa đâu. Cho nên mình phải ráng cố gắng tự mình. Những gì mà mình ước nguyện, những gì mình gọi là hoạch định cho cuộc đời, cho tương lai của mình, thì mình ráng cố gắng mà bước đi, để mình sẽ không bị hụt hẫng khi người nào đó bỏ rơi mình. Cho nên chúng ta ráng cố gắng tự vượt qua số phận. Và Huệ Nhẫn đã thành công khi áp dụng những điều đó hơn 30 năm qua, để ở cái tuổi này mà mình có được những cái thành tựu như vậy. Phải nói rằng mình cũng ấm lòng quý vị. Có những lúc buồn, buồn thâm thẳm, có những lúc khổ thâm thẳm, rồi mình cũng tự an vui với lòng mình. Mình cũng hứa với lòng của mình rằng là mình sẽ tiếp tục kế thừa những cái bước đi của ân sư của mình. Mình không làm cho thầy tổ của mình thất vọng. Cho nên mình cố gắng, và được như hôm nay, hy vọng rằng thầy tổ sẽ độ mình,
cha mẹ sẽ phù hộ mình, mười phương tam bảo sẽ che chở mình. Biết đâu trong những ngày sắp tới, Huệ Nhẫn còn làm được những cái chuyện động trời hơn nữa, phải không? Làm những điều tốt đẹp hơn nữa, xây dựng ngôi tam bảo khang trang hơn nữa, điện mẹ sẽ được huy hoàng hơn nữa. Nhưng mà đó là chuyện của tương lai, của ngày mai. Còn chuyện của hiện tại, mình đã biết đủ khi cuộc đời này nó đã đủ với mình. Mình biết đủ khi phước của mình nó tới đó. Mình biết đủ khi khả năng của mình chịu đựng bao nhiêu đó. Đừng khóc nữa Thu Thúy ơi. Tự gạt nước mắt lên con, tự gạt nước mắt của mình và tự cười lên. Tự an ủi với lòng mình, nhất định ngày mai mình sẽ thành công. Mệt lắm quý vị, chùa chiền hôm nay cũng được trang nghiêm, điện tam bảo thánh mẫu của mình cũng được trang nghiêm. Mơ ước số 1, số 2 mình đã được thành tựu, hy vọng là mơ ước số 3, số 4 sẽ được thành công. Nếu còn đủ thời gian, chắc chắn, nếu còn đủ thời gian, chắc chắn cô Bích Liên mà có cản thì cũng làm nữa đó. Phải không ạ? Hôm nay cô Bích Liên là vô coi từ đầu tới cuối luôn, không chịu rời màn hình luôn hen. Cậu Đăng Quang ơi, mấy hôm nay cô không thấy cô Thúy ha? Thấy cô, không thấy cô Thúy ít lên trên mạng ha? Làm gì làm nha. Huệ Nhẫn trân trọng kính mời quý Phật tử mình ngày 18, 19 tháng 7 âm lịch về chùa Minh Viên để dự lễ dân y ca sa và cúng dường trai tăng quý vị nha. Ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch, Huệ Nhẫn trân trọng kính mời quý Phật tử trở về chùa Minh Viên để tham dự đại lễ dân y ca sa, cúng dường trai tăng tự tứ nhân mùa Vu Lan Thánh Hội. Tội nghiệp không? Người thì đi làm tới 9 giờ tối mới về, người đi làm tới 11 giờ đêm mới về. Đó, quý Phật tử cực khổ như vậy đó, thì huống sao mà người xuất gia lại giải đãi không lo tu hành. Bây giờ mọi người đi làm cực khổ thì mọi người không có thời gian tu hành, cho nên Huệ Nhẫn hay kêu gọi để quý vị đóng góp. Thì quý vị đóng góp, Huệ Nhẫn tu hành giùm cho quý vị, hồi cái phước báo này cho quý vị. Chứ bây giờ đầu tắt mặt tối, sáng đi làm tới 11 giờ đêm mới về thì trong cuộc đời này đâu còn hiểu gì nữa. Cô Thúy là tọa chủ của Ấn Nguyện Bảo Điện thành phố Hồ Chí Minh, cũng là huynh trưởng của vài chục hành giả tu học tìm về với mẹ, mà phải cực khổ thức khuya dậy sớm, cho nên á cũng còn thương lắm, thương với Phật tử nhiều hơn. Thức khuya dậy sớm đi làm cực khổ để kiếm đồng tiền trang trải với cuộc đời này, trang trải với cuộc sống này. Cho nên mình nói gì nói, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần phải dương mang, phải trả cho nó hết kiếp này. Cho nên á, quý vị thấy á, Huệ Nhẫn tự nhủ với lòng mình, những cái gì mà mọi người đóng góp á, những cái gì mà mọi người phát tâm á, Huệ Nhẫn và chùa Minh Viên ráng cố gắng hoàn thành cái ước nguyện của quý vị. Chỉ sợ không khéo á, về sau này á, phải mang long đội sừng để trả lại cái ân tình của quý vị, cũng như lời ước nguyện của quý vị. Cho nên vì sợ cái lẽ đó đó, cho nên Huệ Nhẫn cứ dựng xây, đắp tô cho nó trang nghiêm ngôi chùa, ngôi điện mẹ, để mình bớt cái phần nào kiếp sau mình phải mang long đội sừng để trả cái ơn của quý vị đã nhịn ăn bớt mặt cúng dường tam bảo. Cho nên mình sợ những điều đó.
cho nên cũng ráng cố gắng. Chúng tôi ở đây là có trên livestream hôm nay là cũng rất nhiều quý huynh trưởng nè, những người đàn chị đàn anh nè, hiền huynh hiền tỷ nè, cho nên mọi người cũng phải cố gắng dành những thời gian để tu niệm, để hồi hướng cho quý huynh đệ của mình, rồi để đang dẫn dắt huynh đệ của mình về con đường chánh đạo, con đường tu tiên học Phật, để trở về với cha mẹ, trở về với mười phương. Gần 10 giờ rồi, mọi người có mệt chưa? Hôm nay hơi nói nhiều quá phải không ạ? Hôm nay thầy hơi nói nhiều. Lũy phiền lòng châu lạ cha, dưới điện rộng lý hạ mẹ cuốn rơi. Thương con lao khổ trong đời, thương con mẹ mới hết lời cùng con. Thương con lòng mẹ hiếu hơn, thương con mẹ mới tìm con giải bài. Thương ngày con gặp chẳng may, thương con mẹ mới hoằng khai đạo lành. Thương ngày con phải lộn quanh, thương con mẹ lấy lời lành dụ tuyên. Thương con lì nhỏ trước thiền, thương con lì mẹ càng nghiêm chương đài. Thương ngày con gặp đắng cay, thương ngày lập hội ban mai mẹ chờ. Thương con của mẹ còn khờ, thương con mẹ mãi còn chờ đây con. Thương con lòng mẹ bồi bòn, thương ngày con dại lầu xóm chia lìa. Thương con trở bước đi ra về, thương con cầm khổ giữa kề chưa hay. Thương con để bước dốc dài, thương con lao khổ chiều mai đã gần. Thương con tu tịnh cho cần, thương con ráng dứt đi nợ trần nghe con. Thương giờ mẹ mở cung son, thương con của mẹ sao còn mẫn mê. Thương con sao chẳng ráng về, thương con lý nhỏ càng kệ gì con. Thương vì thân trẻ heo giòn, thương con của mẹ con còn thơ ngây. Thương con trễ hồi rồng mây, thương con mẹ mở đảo này hoàng cây. Thương ngày con gặp chẳng may, thương con mẹ chịu đắng cái trên đời. Thương con mẹ tỏ hết lời, thương con ráng dứt thời trần gian. Thương con mẹ mới lập hoàng, thương con mẹ mở đạo tràng giải tuyên. Thương con vừa gặp lại thuyền, thương lo con để kiếm thiền kỳ tam. Thương đừng nghĩ đến tướng hàm,
hướng đường tu niệm đừng ham sang giàu. Thương con còn lắm lao đao, thương ngài mẹ lửa vàng thao một lần. Thương con còn dại còn khờ, thương con mẹ gánh đợi chờ nghe con. Thương con mẹ quý lo tròn, thương con không nghĩ lầu son là gì. Thương con đổ lụy dậy thầy, thương con mẹ muốn thoát ly cho rồi. Thương con giả mẹ bội hồi, thương con không nở buông trôi hỏi này. Thương đời con trẻ thơ ngây, mẹ dằn dạ mẹ đài mây mẹ về. Rồi đêm khuya mọi người ăn giấc nha, hẹn gặp lại bữa nay chim sao. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và ngủ ngon nha, bye bye.